Đi làm ví dụ này, tức là tay quay DE quay đều quanh D với vận tốc góc là omega DE bằng 10 radian trên giây. Omega DE là ngược chiều đồng hồ. Bánh răng A cố định, tính vận tốc góc của bánh răng B cho R lớn là bán kính của bánh răng A, R nhỏ là bán kính của bánh răng B. Vậy bánh răng B và bánh răng A là ăn khớp ngoài. Thông qua thanh truyền tay quay DE, chúng ta xem cơ cấu này hoạt động như thế nào. Đây, tức là gì? Bánh răng màu cam đứng yên, tay quay phía sau sẽ quay quanh tâm của bánh răng màu cam, thì làm cho bánh răng màu trắng của mình chuyển động song phẳng. Song phẳng tức là gì? Là vừa quay mà trục quay di chuyển. Bánh răng màu trắng này song phẳng. Đề cho vận tốc góc của tay quay, tìm vận tốc góc của bánh răng màu trắng này. Vậy chúng ta sẽ làm như sau. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ chuyển động của thanh DE. Vì sao? Vì người ta cho vận tốc góc của thanh DE. Thì thanh DE là chuyển động quay quanh D. Vậy chúng ta sẽ tính được vận tốc điểm E thuộc thanh DE, được viết như sau: VE sẽ bằng là DE nhân omega DE. DE chính bằng R lớn cộng R nhỏ. R lớn 170, R nhỏ 50 nhân vận tốc góc, tức là omega DE bằng 10. Vậy ra là 2200 đơn vị mm trên giây. Và vectơ vận tốc VE này sẽ là vuông góc với DE và omega DE ngược chiều hồ, cho nên VE hướng lên. VE chính là vận tốc điểm E thuộc thanh DE, thanh DE quay quanh D. Ngoài ra điểm E cũng thuộc là tâm của bánh răng B. Các bạn chú ý, tại điểm E sẽ có hai điểm E. Một là E là thuộc thanh DE, hai là E là tâm của bánh răng B. Hai điểm E này có cùng vận tốc VE bằng 2200 mm/giây. Vậy bánh răng B là chuyển động song phẳng, sẽ có tâm vận tốc tức thời tại Y. Vậy điểm Y nằm ở đâu? Thì đề cho là gì? Bánh răng A cố định, cho nên mọi điểm trên bánh răng A sẽ có vận tốc bằng 0. Vậy điểm tiếp xúc giữa bánh răng A và bánh răng B, điểm đó sẽ có vận tốc bằng 0. Điểm đó chính là tâm vận tốc tức thời của bánh răng B. Vậy Y chính là điểm tiếp xúc giữa hai bánh răng A và B. Các bạn chú ý, điểm Y là điểm tiếp xúc giữa hai bánh răng A và B, chứ không phải là điểm Y nằm trên thanh DE. Điểm Y nằm phía sau thanh DE, điểm tiếp xúc giữa hai bánh răng A B. Vì Y là tâm vận tốc tức thời của bánh răng B, có nghĩa là lúc này bánh răng B chỉ chuyển động quay quanh Y thôi. Mà bánh răng B chuyển động quay quanh Y, có nghĩa là tâm E của nó cũng chuyển động quay quanh Y. Mà E quay quanh Y thì vận tốc VE sẽ được viết như sau: E quay quanh Y thì VE sẽ bằng là EI nhân omega của B. Omega của B, các bạn chú ý. Vì sao? Vì Y là tâm vận tốc tức thời của bánh răng B, có nghĩa là lúc này bánh răng B của mình chỉ chuyển động quay quanh Y thôi. Vậy E quay quanh Y sẽ được viết theo công thức là VE bằng EI nhân omega của B. Từ đây suy ra omega B bằng VE chia cho EI. VE bằng 2200. EI chính là R nhỏ, tức là bán kính của bánh răng B bằng 50 mm. Vậy là bằng 44 radian trên giây. Và chúng ta tính được vận tốc góc của bánh răng B là 44 radian trên giây. Bây giờ chiều của omega B thì các bạn chú ý nè, E thuộc bánh răng B là quay quanh Y, mà VE chiều hướng lên này thì omega B sẽ sao á? Omega B của mình sẽ quay là ngược chiều kim đồng hồ. Các bạn chú ý, E quay quanh Y với VE này thì omega B phải là ngược chiều kim đồng hồ. Và chúng ta xác định được độ lớn và chiều của vận tốc góc bánh răng B. Thì các bạn chú ý nè, E sẽ có hai điểm E. Nếu điểm E thuộc thanh DE thì VE sẽ bằng DE nhân omega DE. Còn nếu E là tâm của bánh răng B thì VE sẽ bằng EI nhân omega B. Các bạn chú ý. Vậy là chúng ta đã tìm được vận tốc góc của bánh răng B. Trường hợp này là bánh răng A đứng yên, cố định đứng yên. Rồi, chúng ta sẽ qua ví dụ tiếp theo là gì? Trường hợp này là gì? Trường hợp này là bánh răng A sẽ có vận tốc góc omega A. Đây, tay quay DE quay đều quanh D với vận tốc góc omega DE bằng 10 radian trên giây. Bánh răng A có vận tốc góc omega A ngược chiều hồ đây bằng 5 radian trên giây. Yêu cầu là tính vận tốc góc của bánh răng B cho R lớn, R nhỏ như nãy. Thì trường hợp này khác trường hợp bài toán trước là gì? Là bánh răng A có vận tốc góc omega A. Trường hợp này omega A và omega DE đều là ngược chiều hồ hết. Vậy chúng ta cũng xuất phát từ chuyển động của thanh DE. Vậy thanh DE là quay quanh D, cho nên vận tốc điểm E thuộc DE sẽ được tính như sau, tức là VE bằng DE nhân omega DE. Trong đó DE chính là R lớn cộng R nhỏ, omega DE chính là 10 và bằng 2200 mm/giây. Vậy VE sẽ là vuông góc với DE và chiều hướng lên do omega DE ngược chiều hồ. Đây chính là vận tốc điểm E thuộc thanh DE, cũng chính là vận tốc điểm E tâm của bánh răng B. Rồi, tiếp tục,
bánh răng A là chuyển động quay quanh D. Bánh răng A đây chuyển động quay quanh D. Vậy sao đây? Vậy mỗi điểm trên bánh răng A sẽ có vận tốc dài sẽ bằng bán kính nhân cho vận tốc góc. Vậy chúng ta cần quan tâm là điểm C là điểm tiếp xúc giữa hai bánh răng A và B. Vậy điểm C này là điểm tiếp xúc giữa bánh răng A và bánh răng B. Vậy vận tốc điểm C tính theo chuyển động của bánh răng A là VC, là vành của bánh răng A đây, là VC sẽ bằng gì? Bằng R lớn nhân cho omega A. Các bạn chú ý, C là điểm tiếp xúc giữa bánh răng A và bánh răng B. Mà bánh răng A là quay quanh D, cho nên VC sẽ bằng gì? Bằng R lớn, tức là CD á, bằng CD nhân omega của A. Bằng R lớn là 170, omega A bằng 5. Chúng ta tính được là bằng 850 đơn vị là mm trên giây. Và VC sẽ là vuông góc với CD và omega A ngược chiều hồ, cho nên VC hướng này á, hướng này. Các bạn chú ý, VC là vuông góc với CD và omega A ngược chiều hồ, cho nên VC hướng này. Trường hợp này VC nhỏ hơn VE, VE tới 2200, VC có 850 thôi. Đó. Thì các bạn chú ý, C là điểm tiếp xúc giữa bánh răng A và bánh răng B, và VC bằng R lớn nhân omega A, tức là vận tốc điểm C thuộc bánh răng A và điểm C đó cũng thuộc bánh răng B luôn. Vậy bánh răng B chuyển động song phẳng, có vận tốc tại tâm E và vận tốc tại điểm C. Vậy là có vận tốc tại hai điểm thuộc bánh răng B. Chúng ta sẽ tìm tâm vận tốc tức thời của bánh răng B. Gọi Y là tâm vận tốc tức thời bánh răng B. Vậy điểm Y nằm ở đâu? Chúng ta chỉ cần vẽ riêng ra cũng được. Vẽ riêng ra. Đây, CE. CE. Thì VE là vuông góc với CE. VC cũng vuông góc với CE. Trường hợp này VC và VE là cùng chiều. Thì rõ ràng gì? Rõ ràng Y sẽ nằm trên đường thẳng là gì? Đi qua hai điểm CE. Các bạn chú ý. Vì sao? Vì Y sẽ nằm trên đường thẳng vuông góc với VC và VE. Cho nên cách tìm Y như sau: kẻ đường thẳng đi qua hai đầu mũi tên VC và VE, kéo dài CE, hai đường này cắt nhau tại Y. Y chính là tâm vận tốc tức thời của bánh răng B. Có nghĩa là lúc này bánh răng B của mình chỉ quay quanh Y. Đó. Mà C quay quanh Y với VC này thì omega vận tốc góc của bánh răng B á, bánh răng B tức là ngược chiều kỳ động đồng hồ. Các bạn chú ý, Y là tâm vận tốc tức thời của bánh răng Y, của bánh răng B, cho nên sao đó omega B đây sẽ là ngược chiều kim đồng hồ, được suy ra từ chiều của VC và VE. Từ đây chúng ta sẽ tính được gì đây? Omega B bằng cách là gì? Xác định vị trí của tâm vận tốc tức thời Y. Chúng ta có tỷ số là gì? VC chia CI bằng VE chia cho EI bằng omega B. Từ đây chúng ta sẽ tìm được CI. Giả sử tìm được CI, chúng ta có VC rồi. VC là bằng 850, VE là 2200. Và chúng ta sẽ tìm được CI bằng cách là gì? Cho VC chia CI bằng VE chia cho EI. EI sẽ bằng là gì? Bằng CI. EI bằng CI cộng cho CE. Các bạn chú ý. Mà CE của mình, CE chính là bằng bán kính R nhỏ bằng 50mm. À, từ đây, VC có rồi, VE có rồi, CE có rồi. Chúng ta bấm máy tính suy ra được CI bằng là 31.481 đơn vị là mm. Vậy là tìm được khoảng cách CI. Vậy có CI rồi, chúng ta thế vô đây, chúng ta tìm được omega B bằng VC chia CI. VC bằng 850, CI mới tính được 31.481, chúng ta được ra 27 radian trên giây. Và chúng ta tìm được vận tốc góc của bánh răng B là omega B bằng 27 radian giây và ngược chiều kỳ động đồng hồ. Trường hợp này là VC nhỏ hơn VE. Sẽ có thể xảy ra trường hợp là VC sẽ lớn hơn VE. Vậy nếu VC mà lớn hơn VE sao? Giả sử VC lớn hơn VE. Đây. Thì VC lớn hơn VE thì chúng ta cũng tìm tâm vận tốc tức thời Y bằng cách vẽ như sau. Tức là gì? Kẻ đường thẳng đi qua hai đầu mũi tên của VC và VE, đường này cắt đường CE kéo dài tại Y. Y chính là tâm vận tốc tức thời của bánh răng B. Có nghĩa là lúc này bánh răng B của mình sẽ quay quanh Y. Đó. Mà E quay quanh Y với VE hướng lên này thì omega của B á, vận tốc góc của bánh răng B á chính là gì? Cùng chiều hồ. Đó, các bạn chú ý. Vậy lúc này chúng ta cũng lập tỷ số là gì? VC chia CI bằng VE chia EI bằng omega B. Và tương tự như hồi nãy, chúng ta đã có là gì? Có VC rồi, có VE rồi. Chúng ta sẽ tìm được kích thước là CI, và từ đó thế vô đây chúng ta sẽ tìm được gì? Omega B tương tự. Đó. Thì trường hợp này là ngược lại trường hợp lúc nãy. Lúc nãy là gì? Lúc nãy là VC nhỏ hơn VE. Trường hợp này VC lớn hơn VE thì cũng cách làm tương tự. Sẽ có trường hợp là gì? Trường hợp này là VC và VE cùng chiều. Tức là gì? Cùng hướng lên hoặc cùng hướng xuống. Có trường hợp là VC và VE ngược chiều. Ví dụ nếu người ta cho omega A là quay cùng chiều hồ. Đây các bạn, omega A này, quay omega A cùng chiều hồ. Thì có nghĩa là điểm C
là điểm tiếp xúc giữa bánh răng A và bánh răng B. Điểm C này sẽ có vận tốc tính theo chuyển động của bánh răng A đó. Điểm C thuộc bánh răng A đó sẽ bằng là gì? R lớn nhân cho omega A. Do omega A cùng chịu hồ cho nên VC hướng gì á? Hướng xuống. Trường hợp này VE như cũ vì thanh DE vẫn quay quanh D ngược chịu hồ cho nên VE là hướng lên. Đó. Vậy trường hợp này sao? Bánh răng B sẽ có hai vận tốc tại tâm E và vận tốc tại điểm C. Hai cái này ngược chiều nhau nhưng cùng vuông góc với CE. Vậy cách tìm tâm vận tốc tức thời cũng như sao? Tức là gì? Tâm vận tốc tức thời nó sẽ nằm trên đường thẳng đi qua CE. Các bạn chú ý. Vậy chúng ta sẽ nối hai đầu mũi tên VE và VC. Đường này cắt CE một đỏ điểm. Điểm này chính là điểm Y. Y là tâm vận tốc tức thời của bánh răng B. Đó. Lúc này bánh răng B của mình chỉ chuyển động quay quanh Y thôi. Mà E quay quanh Y với VE hướng lên thì omega B đó, omega vận tốc góc của bánh răng B phải là ngược chiều kim đồng hồ. Các bạn chú ý. Rồi, vậy chúng ta từ đây chúng ta cũng lập tỷ số là gì? VC chia CI bằng VE chia cho AI bằng omega B. Có nghĩa là gì? Lúc này cái bằng hình dung không? Cái đoạn thẳng CE là quay quanh Y. Và chúng ta sẽ tìm được omega B. Chúng ta omega B thông qua tìm vị trí của C của D kiếm Y, tức là tìm CI, tìm kích thước CI. Đó, ở đây có VC rồi, VE rồi. Vậy tương tự chúng ta thế số chúng ta tìm được CI và suy ra sẽ tìm được omega B. Đó là những trường hợp chúng ta có thể gặp. Là có trường hợp là gì? VC và VE cùng chiều, trường hợp VC lớn hơn VE, VC nhỏ hơn VE và trường hợp thứ ba là VC và VE ngược chiều nha. Đó, thì tương tự chúng ta cũng làm được. Rồi. Và chúng ta có một ví dụ nữa về bù điện bánh răng này. Chúng ta có ba bánh răng. Vành bánh răng R. Đó. Rồi bánh răng trung tâm ở giữa là bánh răng H và bánh răng hành tinh đây là bánh răng S. Tay quay OA. Thì rõ ràng nhận xét này, nếu bánh răng H và bánh răng R có vận tốc góc tương ứng là omega H và omega R. Omega H là omega R người ta cho. Yêu cầu gì? Xác định vận tốc góc omega S của bánh răng S. Bánh răng S đây. Bánh răng nhỏ là S là hành tinh đây. Và vận tốc góc của thanh truyền OA. Đó, tìm hai vận tốc góc. Tức là omega của bánh răng S và omega của thanh OA. Và nhận xét trường hợp này chúng ta có ba bánh răng. Bánh răng R là quay quanh tâm O. Bánh răng H là quay quanh tâm O, thanh OA là quay quanh tâm O và bánh răng S là chuyển động song phẳng. Các bạn nhận xét về chuyển động nha. Tức là gì? Vành bánh răng R là chuyển động quay quanh tâm O, bánh răng H là chuyển động quay quanh tâm O và bánh răng S là chuyển động song phẳng, thanh OA là quay quanh O. Rồi, cho vận tốc góc của omega R và omega H, tìm omega S và omega OA. Rồi, chúng ta bắt đầu. Vậy chúng ta quan tâm các điểm là B và C. B là gì? B là điểm tiếp xúc giữa bánh răng S và vành bánh răng R. Tương tự C là gì? C là điểm tiếp xúc giữa bánh răng H và bánh răng S. Các bạn chú ý, quan tâm hai điểm B và C đây. B là điểm tiếp xúc giữa bánh răng S này và vành bánh răng R. Còn C là điểm tiếp xúc giữa bánh răng H và bánh răng S nha các bạn. Chứ không phải C nằm trên OA nha. C nằm phía sau OA đó. C là điểm tiếp xúc giữa bánh răng H và bánh răng S. Đó. Vậy người ta cho gì? Cho omega R và cho omega H. Vậy là gì? Bánh răng R là chuyển động gì? Vành bánh răng R là chuyển động quay quanh O. Vậy một điểm nằm trên vành bánh răng R chúng ta sẽ tính được vận tốc như sau là điểm B đây. Điểm B là điểm tiếp xúc giữa bánh răng S và vành bánh răng R. Vậy vận tốc VB sẽ bằng gì? VB sẽ bằng là OB. OB vì bánh răng R là quay quanh O cho nên VB sẽ bằng là OB nhân cho omega của R tính theo bánh răng R. OB bằng gì? OB bằng 250mm đây. Và omega R đây là để cho là bằng 20 ra đơn giây. Vậy chúng ta tính được 5000mm trên giây. Vậy VB sẽ là vuông góc với OB. VB sẽ vuông góc với OB. Đó. Và omega R ngược chiều hồ cho nên VB hướng lên. Vậy chúng ta tìm được vận tốc điểm B thuộc vành bánh răng R. Tiếp tục, bánh răng H là chuyển động quay quanh O. Bánh răng H quay quanh O. Đó. Vậy điểm C là điểm tiếp xúc giữa bánh răng H và bánh răng S. Điểm C đó, nằm trên vành bánh răng H sẽ có vận tốc là VC bằng OC nhân cho omega của H. Các bạn chú ý, điểm C là điểm tiếp xúc giữa bánh răng H và bánh răng S. Cho nên do này điểm C này sẽ được tính theo vận tốc điểm C được tính theo là gì? Theo chuyển động của bánh răng H. C là VC sẽ bằng là gì? Bằng OC tức là R bán kính của bánh răng H nhân cho omega H. Vậy VC bằng OC nhân cho omega H bằng gì? OC để cho là 150mm
omega H để cho là 5, vậy bằng 750 mm trên dài. Và VC sẽ là vuông góc với OC, và omega H là cùng chiều hồ, cho nên VC hướng gì? Hướng xuống, các bạn chú ý. Đó, vậy là chúng ta đã có vận tốc điểm C và vận tốc điểm B. Vận tốc điểm B được tính thông qua là chuyển động của bánh răng R và bánh răng R quay quanh O. Còn vận tốc điểm C được tính thông qua chuyển động gì của bánh răng H mà quay quanh O, các bạn chú ý. Vận tốc dài bằng bán kính nhân vào góc. Đó. Vậy bánh răng ấy chuyển động song phản, có vận tốc tại điểm B và có vận tốc tại điểm C. Và chúng ta sẽ tìm tâm vận tốc tức thời của bánh răng ấy này như sau. Đó, chúng ta vẽ riêng ra đây. Đây BC đây, BC đó. Đó. Vậy VB là vuông góc với BC và VC cũng vuông góc với BC. Trường hợp này VB và VC ngược chiều hồ. Vậy Y nằm ở đâu? Y là tâm vận tốc tức thời của bánh răng ấy. Vậy chúng ta sẽ nối hai đầu mũi tên của VB và VC. Đường này cắt BC tại một điểm, điểm này chính là Y là tâm vận tốc tức thời của bánh răng ấy. Có nghĩa là lúc này bánh răng ấy của mình chỉ quay quanh đâu? Quay quanh Y này thôi. Và B quay quanh Y với VB hướng lên này thì omega S sẽ là ngược chiều kim đồng hồ, các bạn chú ý. Vậy là omega S bằng ngược chiều hồ. Đó. Tức là bánh răng S đang quay ngược chiều hồ đây, ngược chiều hồ. Đó. Còn chú ý ha, Y là tâm vận tốc tức thời của bánh răng S. Vậy Y chính là gì? Đường giao điểm của đường thẳng nối từ hai đầu mũi tên B và VC và đường thẳng BC. Từ đây điểm A là gì? Điểm A là tâm của bánh răng S. Điểm A là đấy, thì các bạn chú ý nè, 4 điểm CIAB là thẳng hàng, tức là lúc này thanh BC này là quay quanh đâu? Quay quanh Y thôi. Đường thẳng BC này là quay quanh Y thôi. Vậy điểm A cũng quay quanh Y. Các bạn chú ý, và 4 điểm là CIAB thẳng hàng, cho nên vận tốc VA sẽ được kẻ theo tam giác đồng dạng, tức là gì ạ? Vuông góc với BC và hướng gì ạ? Hướng lên tới đường bao vận tốc này thôi. Cái đường màu cam này được gọi là đường bao vận tốc, các bạn chú ý. Bao vận tốc. Cho nên từ điểm A này chúng ta muốn vẽ vận tốc của tâm A bánh răng ấy, chúng ta kẻ thẳng lên đó, VA đây. Đó, ok, các bạn chú ý chưa? Vậy là gì? Vậy là đường màu cam chính là đường bao vận tốc và VA hướng lên đó. Giờ chúng ta đi tìm gì vậy? Tìm omega S và tìm VA. Đó, đây. O là gì? O là tâm của OA đây. Đó. Rồi, chúng ta sẽ có tỷ số là gì? VB chia BI bằng VC chia CI bằng VA chia AI bằng omega S, tức là vận tốc gốc của bánh răng S. Vì sao? Vì Y là tâm vận tốc tức thời của bánh răng S, các bạn chú ý. Vậy vấn đề là ta tìm điểm Y nằm ở đâu? Điểm Y nằm ở đâu? Vậy chúng ta sẽ lập tỷ số đây, VB chia BI bằng VC chia CI. CI đây, CI sẽ được tính thông qua BI, tức là CI sẽ bằng là BC trừ cho BI. BC trừ BI đây. Vậy BC chúng ta có chưa? BC đây, BC là bằng 2 lần bán kính của bánh răng S, tức là bằng 100. BC 100. VB có rồi, VB 5000, VC 750. Vậy chúng ta tìm được độ dài đoạn thẳng là BI bằng là 816,956 đơn vị mm. Vậy là tìm được vị trí điểm Y rồi đó, là có BI. Từ có BI rồi chúng ta suy ra được omega S bằng VB chia cho BI. VB là bằng 5000. Chia cho BI là bằng 86,956, chúng ta được 57,5 đơn vị radian trên dài. Đó, vậy là bánh răng S có vận tốc gốc là omega S bằng 57,5 radian trên dài và quay ngược chiều kim đồng hồ. Giờ người ta yêu cầu là tìm vận tốc gốc của thanh OA. Thì thanh OA là chuyển động quay quanh O, mà chúng ta có vận tốc VA chưa? VA đây. VA sẽ được tính thông qua gì? Là tâm của bánh răng S. Vậy VA bằng gì? VA sẽ bằng là AI nhân cho omega S. Đó, VA này bằng AI nhân omega S. AI chúng ta có rồi, omega S chúng ta có rồi mới tính được đây, được chưa? Và điểm A là thuộc thanh OA, các bạn chú ý, điểm A thuộc hai vạch. Điểm A thuộc OA và điểm A thuộc bánh răng S. Vậy nếu điểm A thuộc thanh OA thì thanh OA chuyển động quay quanh O. Cho nên VA sẽ được viết theo công thức là gì? VA bằng OA nhân omega OA, các bạn chú ý. Vì tay quay OA là quay quanh O, cho nên vận tốc điểm A sẽ bằng là OA nhân omega OA. Từ đây suy ra omega OA bằng VA chia cho OA. Mà VA được tính là thông qua gì đây? Là tâm của bánh răng S, là VA sẽ bằng AI nhân cho omega S. AI nhân omega S chia cho OA. AI đây. Vậy AI được tính như sao? AI sẽ bằng là BI. AI sẽ bằng BI các bạn. AI sẽ bằng BI trừ cho AB. Trừ AB. BI chúng ta tính được rồi. BI bằng 86,9556. Còn AB đây, AB chính là bán kính của bánh răng S, tức là 50 mm. Và omega S tính được
OA, OA tính được, OA tính là bằng, bằng bán kính của bánh răng H cộng cho bán kính của bánh răng S. Và chúng ta tính được là gì? Omega OA bằng 10,625 đơn vị radian dài. Các bạn chú ý, điểm A có hai điểm A, điểm A thuộc thanh OA thì VA sẽ bằng OA nhân omega OA. Còn điểm A là tâm của bánh răng S, mà bánh răng S là có tâm bằng tốc tức thời tại Y, tức là bánh răng S quay quanh Y. Cho nên VA sẽ bằng AI nhân cho omega omega S. Đó. Vậy chúng ta sẽ tìm được vận tốc góc của thanh OA. Vậy sao đây? OA quay quanh O với VA hướng lên. Vậy omega OA sao á? Ngược chiều kim đồng hồ. Vậy chúng ta xác định được chiều của tay quay OA. Vậy là chúng ta đã hoàn thành bài toán này. Tức là gì? Bài toán này là gì? Bánh răng S chuyển động song phẳng có vận tốc tại hai điểm B và điểm C. Chúng ta tìm vận tốc điểm tâm vận tốc thời là điểm Y á. Rồi sau đó suy ra vận tốc điểm A, suy ra omega OA.